Xin kính chào quý vị và các bạn. Những cơn mưa dần quay trở lại đã mang đến không khí dịu mát cho miền Bắc. Hiện tại thì nhiệt độ hầu khắp các tỉnh thành cũng như là thủ đô Hà Nội đang vào khoảng 25 đến 27 độ. Dự báo thời tiết dịu mát sẽ duy trì trong cả ngày hôm nay, dù đến trưa và chiều mưa tạm giảm nhưng trời vẫn nhiều mây. Nhiệt độ cao nhất ở thủ đô Hà Nội cũng như là các thành phố đều không vượt quá 32 độ. Lưu ý là về đêm và sáng sớm khả năng mưa sẽ quay trở lại trên diện rộng, cảnh báo mưa vừa cục bộ có điểm mưa to, dễ kèm theo cả tố lốc và gió giật. Trong khi đó, thời tiết chủ đạo ở Trung Bộ trong ngày hôm nay lại nắng ráo, thậm chí là ở nửa phía Bắc do có hiệu ứng phơn còn nắng nóng xuất hiện diện rộng. Và nhiệt độ ở các thành phố từ Thanh Hóa cho đến Huế giữa trưa và đầu giờ chiều nay đều là 35 đến 36 độ. Ở phía Nam, các thành phố Đà Nẵng và Quy Nhơn nắng nóng 36 độ, còn với thành phố Nha Trang và Phan Thiết đỡ hơn vào khoảng 33 đến 34 độ. Vùng nắng nhiều cũng bao trùm cả Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay. Các thành phố Pleiku, Buôn Ma Thuột và Đà Lạt nắng nhiều nhưng nhờ lợi thế địa hình cao, nhiệt độ không vượt quá 31 độ. Còn với thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố khác của Nam Bộ thì khá nóng từ 11 giờ đến 15 giờ và nhiệt độ nhỉnh hơn ở mức là 33 đến 34 độ. Riêng khu vực Nam Bộ thì về chiều tối có khả năng xảy ra mưa rải rác, tuy nhiên thì mưa sẽ rất nhanh và lượng không lớn. Về thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ tiếp tục cảnh báo có mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh. Còn đối với hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, quần đảo Phú Quốc và Thổ Chu mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km và gió là cấp 3 đến cấp 5.